bán sáp nhập M&A, các dự án bất động sản diễn ra sôi động do các nhà đầu tư tham vọng chiếm lĩnh thị trường. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2016, nếu bán nhà ở xã hội là căn hộ nhà chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50-100% tiền sử dụng đất. Cần có nhiều chính sách ưu đãi để khuyến khích các chủ đầu tư tham gia các dự án nhà ở xã hội, nhà giá rẻ. Những thông tin vừa rồi cũng sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay, 20 tháng 10. Xin đừng rời khỏi màn hình, những vấn đề nóng, những thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 3 năm 2016 của công ty trách nhiệm hữu hạn Savin Việt Nam, tổng nguồn cung sơ cấp phân khúc căn hộ chung cư giảm 2% so với quý trước, trong khi tỷ lệ căn hộ bán được cũng giảm 6% theo quý và 15% theo năm. Tương tự, số lượng giao dịch ở phân khúc biệt thự nhà liền kề giảm 10% so với quý 2 năm 2016. Savin nhận định thị trường bất động sản nhìn chung vẫn duy trì những tín hiệu tích cực, giá bán căn hộ chung cư bình quân ổn định tại một số dự án có tiến độ tốt. Mở bán theo đợt đã tăng đáng kể. Bộ Tài chính mới ban hành thông tư số 139 hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn trả lại hoặc khấu trừ cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội. Theo đó, từ ngày 15 tháng 11 năm 2016, nếu bán nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì người bán phải nộp trên ngân sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn đó. Trong trường hợp bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất. Việc nộp tiền sử dụng đất của người mua, thuê mua nhà ở xã hội khi được phép bán lại nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 4 điều 19 Nghị định số 100 của Chính phủ. Việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán lại nhà ở xã hội được quy định tại khoản 4 điều 19 Nghị định số 100. Cụ thể, giá đất để tính tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất ở do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định tại bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm người mua, thuê mua, bán lại nhà ở xã hội. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố công khai kết luận thanh tra về quản lý nhà nước đối với các chung cư trên trang thông tin của Sở Xây dựng để các bên biết và thực hiện. Theo Sở Xây dựng, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 có 79 chung cư, trong số 1.037 chung cư đã đưa vào sử dụng có xảy ra khiếu nại, tố cáo, tranh chấp. Các tranh chấp xoay quanh quyền sở hữu sử dụng chung về việc đóng góp, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, phí quản lý vận hành, tranh chấp liên quan đến các xác định diện tích căn hộ. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tổ chức hội nghị nhà chung cư, lựa chọn và hoạt động đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, việc chậm cấp giấy chủ quyền nhà. Từ những tân binh cho đến những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm đều sử dụng phương pháp mua bán và sáp nhập M&A để thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường bất động sản. Đây cũng là lý do khiến thị trường M&A, các dự án bất động sản thời gian qua đã diễn ra một cách hết sức sôi động. Là một cái tên hoàn toàn mới trên thị trường bất động sản, nhưng Sunshine Group mới đây đã bất ngờ công bố 5 dự án bất động sản ở những vị trí đắc địa tại Hà Nội. Phương thuốc để Sunshine Group nhanh chóng có được danh mục đầu tư đáng mơ ước trong thời gian ngắn là hợp tác đầu tư và nhận chuyển nhượng dự án M&A. CEO Group mới đây cũng thông qua quyết định mua lại 51% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc. Từ đó, nắm quyền sở hữu 2 dự án có tổng diện tích 160 ha tại đảo Phú Quốc. Với thương vụ này, CEO Group đã nâng tổng diện tích đất sở hữu tại Phú Quốc lên tới 450 ha và giữ vững vị trí là một trong 3 nhà đầu tư lớn nhất tại Phú Quốc sau Vingroup và Sun Group. Được mua bán sáp nhập M&A thì tôi đánh giá là theo cái xu hướng này bây giờ rất là khả thi. Bởi lẽ để thực hiện một cái từ công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành các thủ tục về giải phóng mặt bằng là mất rất nhiều thời gian và công sức. Đối với những cái doanh nghiệp có tiềm lực và khả năng triển khai thì tôi cho rằng là mục tiêu là phải có quỹ đất sạch và vị trí hấp dẫn để triển khai thì cái công tác M&A rất là khả thi.
Với các dự án mà chủ đầu tư không đủ năng lực để triển khai, M&A cũng sẽ là phương án được cho là tối ưu nhất để các doanh nghiệp này tránh được việc bị thu hồi khi dự án bị chậm tiến độ. Với sự quản lý của các cơ quan nhà nước như của chính phủ và của các cái chính quyền của các cái tỉnh thành yêu cầu phải hạn chế và gần như là phải loại bỏ các dự án treo. Vì vậy mà các chủ đầu tư không có năng lực cũng sẽ không còn cơ hội để tiếp tục giữ các cái dự án mà không có đủ khả năng để triển khai. Và đó là hệ quả tất yếu của việc chúng ta phải thực hiện M&A dự án. Tại Việt Nam, chỉ tính riêng đầu năm 2016, giá trị các thương vụ M&A ước tính đã vượt mốc 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2015. Việt Nam là một trong những nước có dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay cao nhất trên toàn thế giới. Mức tăng trưởng này thu hút rất nhiều công ty nước ngoài mở rộng thị trường và sự hiện diện của mình tại Việt Nam. Việc chính phủ Việt Nam đạt vị thế tốt trong các hiệp định thương mại cũng là nhân tố góp phần làm tăng sức hấp dẫn trong thị trường M&A Việt Nam. Theo giới chuyên gia, thông qua M&A sẽ hình thành một thế hệ nhà đầu tư mới, triển khai dự án quyết liệt và bài bản, đồng thời tung ra thị trường một lượng sản phẩm lớn có khả năng cạnh tranh cao. Những nhà đầu tư đi thâu tóm dự án đều có tham vọng đường dài, làm rất quyết liệt và rất nhanh với mục tiêu trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Do đó, nếu biết tận dụng phương thuốc này một cách hiệu quả, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng khẳng định vị thế và không khó để trở thành các ông lớn bất động sản trên thị trường. Thưa quý vị, giai đoạn năm 2013-2014 được xem là giai đoạn bùng nổ của các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên hiện nay, dự án nhà ở xã hội khởi công mới đã giảm đi rất nhiều do gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã được cam kết, giải ngân gần hết. Hiện nay, thị trường vẫn có nhu cầu rất lớn về nhà ở giá rẻ, nhưng nguồn cung hiện còn thấp. Giải pháp nào để thu hút nhà đầu tư tham gia vào phân khúc này? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Hoài An, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Thị trường của CBRE Việt Nam để làm rõ hơn về vấn đề này. Xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Thưa bà, ngược lại với phân khúc trung và cao cấp thì phân khúc nhà ở giá rẻ hiện nay thì đang thiếu nguồn cung cũng như là giá thì đang có xu hướng tăng cao. Vậy thì nhận định của CBRE về phân khúc này như thế nào? Đúng là về mặt tỷ trọng, cái nguồn cung những căn hộ giá rẻ được chào bán mới ở thị trường trong năm 2016 có giảm so với thời kỳ 2014-2015. Lý do là khi mà thị trường đã có cái tín hiệu hồi phục thì các chủ đầu tư sẽ thường có xu hướng muốn tập trung những cái phân khúc cao cấp hơn. Lý do thứ hai là có thể có một số những vấn đề liên quan đến hình thức khuyến khích các nhà đầu tư, các chủ đầu tư tập trung với cái phân khúc này. Ngoài ra còn có những vấn đề khác liên quan đến những cái tiêu chuẩn về thế nào là căn hộ giá rẻ. Bởi vì là ngay cả những căn hộ giá rẻ cũng cần phải đáp ứng đầy đủ những cái quy chuẩn về một căn hộ mà những người dân khi mà chuyển về ở cũng cần phải có đầy đủ để họ có thể sinh hoạt, sinh sống bình thường. Và cuối cùng là những cái chính sách liên quan đến vấn đề quy hoạch, làm thế nào để quy hoạch những cái dự án nhà ở giá rẻ phù hợp trong cái không gian đô thị và xen kẽ với những cái dự án khu nhà ở những cái phân khúc khác. Hiện tại thì nhu cầu đối với phân khúc nhà ở giá rẻ vẫn đang rất là lớn. Vậy thì bà có đề xuất cái giải pháp nào để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào cái phân khúc này không ạ? Theo chúng tôi thì có hai khía cạnh. Thứ nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách, về cả chính sách thuế, chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất, chính sách quy hoạch, đấy là về phía chính phủ để có thể khuyến khích được các nhà đầu tư tham gia vào cái phân khúc này. Còn về phía người mua thì có thể có những cái gói liên quan đến chính sách tài chính hỗ trợ cho người mua nhà, và những cái gói tài chính như vậy cần phải có một cái khoảng thời gian dài hơn nhất định, cần phải có những cái chính sách tương tự như cái chính sách gói 30.000 tỷ. Tuy nhiên là nó cần phải có một cái chính sách dài hơi hơn, là như chúng ta vừa thấy là cái gói này cũng đã hết hạn rồi. Vâng, vậy CBA Việt Nam đã có đưa ra cái dự báo nào đối với sự phát triển của cái phân khúc nhà ở giá rẻ trong thời gian tới không ạ? Về mặt dài hạn thì cái nguồn cầu của thị trường đối phân khúc giá rẻ vẫn còn rất là nhiều. Nếu mà có những cái hỗ trợ chính sách phù hợp và có thể là nhất là phần liên quan đến vấn đề quy hoạch và rõ ràng hơn trong vấn đề những cái chính sách ưu đãi thuế đất đai và những cái tiêu chí rõ ràng cho những cái người mua, thì chúng ta sẽ có một cái quỹ nhà ở giá rẻ hợp lý hơn, phù hợp hơn và đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường hơn và cân bằng hơn so với những gì mà chúng ta nhìn thấy hiện tại. Một lần nữa xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho chương trình. Sau 22 năm chỉ nằm trên giấy,
dự án siêu đô thị ven sông Hồng vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tái khởi động lại. Ngay lập tức, các nhà khoa học, các kiến trúc sư đã cùng lên tiếng cảnh báo về dự án này. Nhiều câu hỏi được đặt ra cho việc tái khởi động siêu dự án này. Đó là dự án có được làm mới nội dung hay là khởi động lại dự án cũ đã có? Đó là phải xác định rõ mục tiêu điều chỉnh thành khu công viên, vườn hoa cây xanh hay là xây dựng khu dân cư. Đặc biệt, phải được tham vấn ý kiến cộng đồng chứ không thể tự quyết định, bởi đây là khu vực sinh sống của 26.000 hộ dân. Sau 22 năm, dự án này cần được xem xét lại một cách tổng thể hơn, cập nhật những thông tin mới. Trước đây, dự án này đã từng thất bại cũng một phần do Việt Nam cung cấp số liệu cho các nhà tư vấn Hàn Quốc không chuẩn, không khớp với tình hình thực tế. Thưa quý vị, trong thực tiễn cuộc sống, việc giải quyết những tranh chấp liên quan đến hợp đồng tặng cho nhà ở nảy sinh rất nhiều rắc rối, thậm chí là khó có thể được giải tỏa sau một quá trình tố tụng kéo dài, mệt mỏi. Vậy khi gặp những vướng mắc trong vấn đề này, thì người trong cuộc cần phải lưu ý những điều gì? Tình huống cụ thể trong mục tư vấn hôm nay sẽ phần nào giúp quý vị có thêm những thông tin hữu ích. Chúng ta cùng tham khảo. Trước hết xin cảm ơn luật sư Hà Huy Từ đã tiếp tục dành thời gian cho mục tư vấn bản tin địa ốc 24 giờ đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Nội dung mà khán giả gửi về cho chương trình xin ý kiến tư vấn của luật sư hôm nay như sau. Năm 2012, tôi có giao phòng công chứng làm hợp đồng tặng con trai tôi một căn nhà ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nay cần tiền trả nợ, tôi muốn hủy hợp đồng đó, lấy lại nhà để bán, nhưng con tôi không chấp nhận. Vậy tôi phải làm sao? Xin mời ý kiến tư vấn của luật sư. Về vấn đề này có hai trường hợp xảy ra. Căn cứ theo quy định tại điều 470 của Bộ luật dân sự năm 2005. Trường hợp 1, nếu ông và con trai trong hợp đồng tặng cho có quy định điều kiện trong những trường hợp nhất định, ông có quyền lấy lại nhà và người con trai phải có trách nhiệm bàn giao nhà. Còn trường hợp 2, nếu trong hợp đồng tặng cho không quy định việc ông có quyền lấy lại nhà đã tặng cho con trai, thì ông không có quyền yêu cầu con trai phải ký văn bản hủy hợp đồng. Trừ trường hợp người con trai đồng ý ký. Lưu ý, hợp đồng tặng cho cũng như văn bản hủy hợp đồng tặng cho phải được công chứng theo đúng quy định của pháp luật. Về vấn đề này, ông phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các quy định liên quan của Bộ luật dân sự, Luật đất đai và Luật công chứng. Văn bản hủy thì các bên tặng cho và bên nhận tặng cho vẫn phải quay lại nơi công chứng trước đây đã ký hợp đồng tặng cho, và các bên phải ký vào phiếu yêu cầu công chứng và nộp lại hợp đồng tặng cho cũ. Sau đó các bên dự thảo văn bản hủy hợp đồng tặng cho đấy, nghiên cứu đọc rất kỹ các điều khoản và ký thậm chí điểm chỉ vào văn bản hủy. Lúc đó thì hợp đồng tặng cho cũ mới không còn hiệu lực pháp luật nữa. Xin cảm ơn luật sư Hà Huy Từ đã dành thời gian cho chương trình. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0983838769. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin gửi về email dieoc24gia@vtc.gov.vn hoặc gửi về theo địa chỉ Ban biên tập chương trình Địa ốc 24 giờ, kênh VTC1 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.